Hello, hello, hello. Xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Thì hôm nay thì là cũng là ngày mới nha mọi người. Đó thì hôm nay là ngày mới, là ngày 4 tháng 9. Thì thông tin mà hôm nay á là em muốn gửi cho đến tất cả cô chú, anh chị và các bạn được xem là thông tin về mà cái anh mà Hai Bàn Thờ. Đấy thì Hai Bàn Thờ là mọi người biết là người như thế nào nha. Thì hôm nay câu chuyện này á thì rất là bức xúc, nhiều người rất là bức xúc về anh Hai Bàn Thờ như thế này. Đó chứ không phải là riêng một mình mà em. Thì hôm nay em sẽ nói cho tất cả mọi người biết là cái vụ mà anh Hai Bàn Thờ. Thì anh này á là anh sống rất là trơ trẽn và những cái mà nhiều người rất là bực bội về cái anh Hai Bàn Thờ này. Tại vì anh này sống á, là lươn lẹo và lừa dối người ta. Đó, giống như anh này đặt cho Hồng Loan là cái tên vô ơn, nhưng mà thật sự ra tất cả những cái câu chuyện vô ơn là anh này là người mà nắm trong tay hết chứ không phải là Hồng Loan. Đó thì mọi người biết rồi đó, vô ơn là như thế nào. Và hành nói ngay là Hồng Loan là người vô ơn. Thì mọi người trong ngày hôm nay thì mọi người sẽ biết là em nói gì về câu chuyện anh này. Đó cho nên em cũng vô đề luôn mọi người. Thì hôm nay thì em chúc mọi người như vậy thôi. Đó, em cũng vô đề luôn nên sợ mọi người chờ lâu mất công. Đấy, thì riêng cái câu chuyện mà anh Hai á mà đứng ra mà để mà mua vé đó, mua vé mà để mà đưa cái cô mà ca sĩ mà gì? Ca sĩ mà ve chó đó để lên. À, để bước lên sân khấu lần thứ hai nha mọi người. Em nói thì mọi người phải nhìn xem thử coi là cái câu chuyện mà anh Hai này là bỏ tiền ra để ủng hộ mua vé, để cho có số vé để mà cái cô ve chúa này nè, là cái cô mà ghen ăn tức ở, là tham lam, giành những cái gì của nhà số 5 đó. Thì anh này bây giờ là bây giờ không có mà lợi dụng ai được nữa hết nha. Em nói cho mọi người nghe luôn, riêng cái anh mà bốn sao beng Hai Bàn Thờ đó, em đặt là Hai Bàn Thờ. Còn mọi người muốn đặt cái gì á thì mọi người đặt, cái đó là quyền quyền mọi người nha mọi người. Đó thì em là đặt Hai Bàn Thờ thôi, còn anh ta là cái gì không biết, giặc là bốn sao beng thì đó, hai tên này là của ảnh, là em thường gọi đó. Thì ảnh cũng bỏ tiền ra, ảnh xin tiền mọi người. Nói chung là cái trước cái ngày hát á thì ảnh cũng lau nhà lau bàn thờ của Hậu Le Le để xin tiền của Hậu Le Le để mua những cái vé. 40 phần vé còn lại là anh ta bỏ tiền ra để anh ta mua để cho những khán giả đi xem, nhưng mà không ai xem á, mua cho xong bỏ mọi người. Tại vì cái số vé nó rất là cao, 1 triệu 2, 1 triệu 800 ngàn, 600 ngàn, chứ không phải là số vé nó ít, số vé rất là cao tiền mọi người. Đó, nhưng mà anh này dán đầu tư ra để chi không? Để là đang lợi dụng bên mà cái cô ve chúa. Đó, là xây qua đây, nói chung là cũng lên mà về mà xin lỗi bên 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 cái cô của cô ve chúa, xin lỗi làm sai rất là nhiều. Nói chung là không ai cần mày xin lỗi hết đó anh Hai Bàn Thờ, không có gì mà phải xin lỗi hết đó, hiểu không? Đó, khỏi cần xin lỗi, xin lỗi nó cũng có giá trị, đúng không cô chú? Đó, mình khỏi cần phải xin lỗi ấy, mình khỏi cần nịnh. Bây giờ hết ai mà để đi kiếm tiền rồi, đúng không? Đúng không anh Hai Bàn Thờ? Đấy là bây giờ là xây qua là bắt ve chó. À, để mà ra để làm tiêu đề trước mắt là như vậy đấy. Mọi người coi em nói coi, như đài phát thanh luôn. Trước mắt bây giờ là xin lỗi đồ này kia, đồ muốn đưa em gái lên gì mới đúng là con nhà nòi rồi ha. Nói cái cô mà ve chúa đó. Đấy, thì nói là cái này mới đúng là con nhà nòi nè mọi người. Chứ còn mà Hồng Loan á thì không phải con nhà nòi. Đấy. Chửi Hồng Loan cho đã. Mới đầu á thì nói không ai giành được cái căn nhà số 5 này đâu. À, anh thề với em luôn, nếu mà ai mà giành được căn nhà số 5 này anh sẽ mua cho em căn nhà khác. Có không? Có không mọi người? Hai Bàn Thờ có nói không? Có. Giờ bây giờ xây qua là Hồng Loan không phải là con ruột. Có không? Có. Đúng không mọi người? Em nói có đúng không? Thì mọi người xem thử coi em nói có sai hay nói đúng. Đó để mọi người biết được cái anh chàng này ảnh như thế nào và ảnh dơ bẩn như thế nào, để cho mọi người biết là anh ta mà sống mà lươn lẹo mà lon lách để mà kiếm tiền. Đó là chỉ đem Hồng Loan ra để làm tiêu đề đề tài thôi, để kiếm tiền thôi, chứ thật sự ra anh này không có thương yêu gì Hồng Loan mọi người. Chủ yếu là vô mà kiếm tiền thôi. Chứ mọi người nghĩ mà anh viên cái anh mà Hai Bàn Thờ này mà anh vô nhà của chú Năm để làm gì? Anh không có cái gì nhân cách gì trong cái nhà số 5 hết. Đó, còn hôm nay thì anh đi qua. Anh đi qua để mà anh tập trung vô cái cô mà ve ve chúa đó với sáu bào bảy báo, để chi? Để anh kiếm đường
để anh đi theo cái bên màu ve chúa để kiếm tiền nha mọi người. Đó bây giờ anh đang đưa lên, nhưng mà đưa lên gì bây giờ nè, hết người đưa rồi. Ho quá mọi người, hết người đưa rồi, đưa ngay hai bàn thờ đưa lên. Thì nói chung là cuộc đời của cái cô ve chó này á, là không bao giờ lên nổi, tại vì bây giờ anh còn cái gì trên thương trường này nữa đâu mà đưa, đúng không mọi người? Anh không có còn gì mà trên cái thương trường, trên cái xã hội này nữa, anh khỏi cần phải đưa, đúng không? Em nói cho mọi người nghe luôn, nếu mà anh còn cái gì trên xã hội này á thì anh đưa được. Còn cái này anh không có cái gì, anh không có gì hết á. Bây giờ là cái ghế ban giám khảo thì người ta cũng đuổi rồi, chứ không phải là giúp tự giúp khỏi nha mọi người. Bị mà thở sở văn hóa thông tin gì đó đó là kêu gọi lên đấy, để mà tự động mà giúp khỏi thôi, chứ còn khỏi phải đuổi đuổi mất dục, hiểu không? Và sau đó anh đứng lên anh nói một cái câu như thế này, anh nói là vòng thi cuối cùng thì để cho ba ban giám khảo kia, ảnh là chỉ người mà chỉ dẫn người mà đang hát để đưa người đó lên, mà cái anh chàng nào mà cũng đang hát mà được mà anh hai bàn thờ mà đưa lên nó thì thua luôn. Tại vì sao không? Bây giờ ban giám khảo mà chấm đó, mà bây giờ mà ai mà chấm mà được điểm nhiều quá, mà nếu mà anh mà hai bàn thờ mà đưa người đó lên thì có ai đâu mà chấm, mọi người có ai mà đồng ý một sao? Em nói là một sao thì mọi người tin đi, cái anh mà đưa cho anh hai bàn thờ mà để đưa lên đó, thì cũng phải bỏ tiền. Nếu mà bây giờ hai bàn thờ làm cái gì cũng có phải tiền đi trước nha mọi người. Đấy, hai bàn thờ bất cứ nhận một cái show gì hay show diễn hay bất cứ thứ gì là phải bỏ tiền ra đưa cho hai bàn thờ trước. Còn nếu mà không đưa hai bàn thờ trước á thì không có được đâu. Đấy, tại vì cái người mà chuyên gia mà đi ăn ăn của anh ta, mà đi ăn 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 giống như mà giống như mà nói mà Hồng Loan là vô ơn đó. Anh này còn hơn vô ơn nữa. Ảnh chuyên gia đi ăn 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 của người ta trước. Giờ xong ảnh mới làm, nhưng mà chắc gì được. Hiểu không? Bây giờ mà anh lên anh chấm á, anh chấm điểm á, mọi người mà đi vô đi. Giờ ai mà bình luận cho đâu mà nói là cái anh mà hai bóng mà đưa lên thì không ai mà bình luận, không ai mà chấm chấm cho anh mà đậu hết á. Nói chung mà đừng bỏ tiền cho bóng cho Ben ăn nữa. Vô vô dụng lắm. Thiệt, em nói thiệt. Nhớ nha, không? Những người nào mà hai bàn thờ mà đang mình chuẩn bị đưa lên á thì nhớ cái câu nói của em, đừng bao giờ mà cho mà anh hai bàn thờ này đưa lên. Tại vì anh đưa lên á thì không bao giờ, em đảm bảo mọi người luôn, không bao giờ mà được giải như hay là bất cứ thứ gì. Đấy. Cho nên mình phải nhớ một điều, anh này là một cái người lươn lẹo, một cái người lừa dối, nói dốc, nói láo, tùm lum tà la hết. Đó, thì tiếp theo câu chuyện em sẽ nói tiếp về ảnh luôn. Đó, cái vụ mà tiền HB và tiền đám tang của chú Năm nha mọi người. Đấy, cái kênh YouTube thì anh ta mà lúc mà đám tang của chú Năm thì anh ta là lường 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 gạt, mà anh ta lừa dối, anh ta ăn hơn 100 triệu trong đó nha mọi người. Là anh hai bàn thờ. Đó, là anh ta có thể mà ăn cái tiền đó là hơn 100 triệu. Đấy, mọi người ai cũng biết chứ không phải giờ riêng mà những anh em YouTube mà đều biết. Mọi người thì ai mà vô mà cái drama của mà nhà số 5 Đồ Thị Điểm. Đó, thì ai cũng biết là cái anh chàng hai bàn thờ này là ăn tiền rất là nhiều trong cái ngôi nhà này. Đó, kể cả đám tang, tiền đám tang của chú Năm cũng ăn trong đó hết cả trăm trăm mấy chục triệu. Đấy. Và sau này còn bây giờ là duyên bây giờ nói tới cái tiền HB đi. Tiền HB mà sao bây giờ đó tiền nào cũng đòi, mà bây giờ cái tiền HB của Hồng Loan thì tại sao mà không đưa ra trả cho Hồng Loan, lý do vì sao? Đấy, tốt nhất là bây giờ mình phải trả lại cho Hồng Loan, của chúa thì phải trả lại chúa, của chú Năm thì trả chú Năm. Đấy, trả chú Năm là Hồng Loan là con chú Năm, thì Hồng Loan sẽ được là nhận cái số tiền đó, một là lấy về để cho từ thiện nha mọi người, cho từ thiện cho những người ăn xin, những người mà ở ngoài đường không có nhà không có cửa. Đấy, chứ không bao giờ mà để cho những cái anh chàng mà giống như hai bàn thờ, hay bàn thờ mà lấy cái đồng tiền đó thì nói chung là ai cũng tiếc, ai cũng xót hết mọi người. Tại vì không đúng, không đúng, không đúng cái số tiền nó không đưa, không có đúng chỗ. Cho nên ai cũng không chấp nhận điều đó, phải kêu hai bàn thờ. Đấy, còn không ấy là bây giờ mình ra mình thưa luôn đi. Bây giờ kêu gọi hoài không trả thì bây giờ ra thưa luôn. Đấy, mà bây giờ mà bên ve chúa đó là còn là thách đố Hồng Loan đi thưa đi. Đó, thưa mà cái tiền HB đi. Đó, thì như vậy đó mọi người thấy không? Bên mà mẹ con ve chúa sáu báo bảy bào thì kêu là thách Hồng Loan mà để đi thưa cái vụ mà tiền HB, thì mọi người thấy như thế nào? Tiền HB là 300 triệu nha mọi người. Đó là từ mà vừa cái câu chuyện mà xử về Hà Nội đó, nhưng mà bây giờ tới giờ là tiền HB này sao không trả cho người ta? Đấy, mình ăn của người ta được, mình đòi lại của người ta được, bàn thờ mình cũng đòi, mình phải trả lại cho nhà Hồng Loan. Đấy, Hồng Loan là bây giờ đứng trên cái kênh YouTube của chú Năm,
là phải trả chú Năm. Còn những cái kênh YouTube đó là của mà anh Hai Bàn Thờ này nè, là tại sao mà có được nút bạc thì mọi người nghĩ đi, không có Hồng Loan ở đâu mà có đó. Bây giờ mọi người thử nhìn cái kênh của anh này được bao nhiêu người, hàng loạt khán giả đều hủy kênh hết, em nói cho mọi người nghe đó. Nút bạc đó vô dụng, nút bạc đó là không đáng để nhận cái nút bạc nha mọi người. Nút bạc là phải như thế nào, con người sống phải có lương tâm, có đạo đức đấy mới nhận được cái nút bạc đó. Chứ còn nút bạc mà đưa cho người vô dụng, người mà ghen ăn thức ở, người tham lam ganh tị, người sống lương lẹo hai mặt đó, hai mặt là gọi đúng là Hai Bàn Thờ mới là người hai mặt. Chứ còn mà Duyên mà Hồng Ni Hồng Loan là không có. Mọi người đừng bao giờ mà nói cái câu mà Hồng Ni với Hồng Loan là người hai mặt, và đừng có nói cái câu mà Hồng Loan là người vô ơn. Quên đi, Hồng Loan không bao giờ vô ơn. Vô ơn hay không, mọi người nhìn kỹ vô cái mặt của Hai Bàn Thờ thì mọi người sẽ thấy người nào là người vô ơn đó. Mọi người chứng minh Hồng Loan với Hai Bàn Thờ ai là người vô ơn đấy. Mình em cũng không muốn phân tích nhiều, thì mọi người nhìn các cô chú anh chị và các bạn mà có nhìn đó, là thấy được là ai là người vô ơn, đó mới là quan trọng. Có phải Hai Bàn Thờ là người vô ơn không, đúng không cô chú? Hai Bàn Thờ là người vô ơn, sống không có ơn nghĩa, không có tình cảm đấy. Chú Năm nuôi từ nhỏ đến lớn luôn, sau này đạt được cái gì, đạt được cái gì, thương hiệu bây giờ là làm cái gì đó. Nhưng mà cuối cùng có cái bàn thờ cũng đội, thì mọi người thấy người sống tốt không, sống đẹp không đó. Và bây giờ em nói trước sau gì cũng phải ấy, bây giờ trả tiền HB lại cho chú Năm, mà tiền mà ăn sáng á, là một cả trăm trăm mấy chục triệu trên cái YouTube á, cũng trả lại luôn đấy. Số tiền đó là không phải của mình, đừng bao giờ nhận đó. Nếu mà mình một cái người quân tử, mình đừng có lấy cái tiền mà bên mà YouTube của chú Năm, trả lại hết cho người ta đi đó. Mình quân tử mình trả lại đi. Cái kênh đó một một tháng mọi người biết bao nhiêu tiền không? Một tháng YouTube em nói kênh chú Năm ít nhất một tháng phải được 40-50 triệu là ít nha mọi người, ít nhất là phải được 1.500 2.000 đô, em nói thiệt. Chứ đừng bao giờ không có. May là cái kênh em nhỏ xíu vậy nè còn được 100-200 đô, mà cái kênh những người mà nhờ cỡ chú Năm mọi người biết bao nhiêu tiền, nút bạc thì mọi người biết một tháng bao nhiêu tiền đó. Mà tại sao những cái đồng tiền nó sao không trả về cho chú Năm đó? Mình phải làm gì, mình một khi mình lấy của người ta mình phải trả lại cho người ta, chứ đừng bao giờ ăn cái đồng tiền đó. Đồng tiền đó là của chú Năm, chú Năm cho lại con cháu chú Năm, mà sao mình cũng đứng ra mình dành. Còn bây giờ tiền HB 300 triệu của mà Hồng Loan cũng trả lại đi, 300 triệu đó cho Hồng Loan, đúng không mọi người? Đó, 300 triệu đó phải trả, chứ đừng bao giờ mà nói không trả. Đó, mọi người thấy không trả là một cái nó rất là kỳ cục. Đó, mình phải trả 300 triệu đó. Tiền HB là trả về cho mà chủ của nó là bên chú Năm, Hồng Loan. Hồng Loan khổ lắm, Hồng Loan nghèo lắm. Hồng Loan không có tiền, giàu nhưng mà hậu le le đâu. Đó, mình cảm thấy mình bây giờ mình đang đứng bên một cái người mà giàu có, một người mà phụ nữ thành đạt. Đó, thì mình có thể mình quỳ lại hay mình van xin á, để mình xin tiền mình trả lại đi cho cộng đồng mạng nó khỏi déo nữa. Thấy không? Nó không có nhiều hết á, 300-400 triệu thôi. Thì mình trả đi. Tại vì mình đã đứng ra mình đòi rồi, mà bây giờ mình đứng bên một cái người phụ nữ mà bỏ 500-700 triệu ra mà để từ thiện, mà sao mà có 300-400 triệu không trả cho người ta, đúng không cô chú? Giàu mà mình đừng để người ta giễu gọi nữa đó. Chứ để em giễu em gọi hoài, em nói thiệt, sống mà vô lương tâm vô đạo đức em cứ giễu em gọi hoài đó. Còn những mà cái mà chuông vàng vọng cổ hay gì đó mà lên làm thêm mà ban giám khảo thì giờ bỏ qua nè mọi người. Một mình nhận 80 show, mà show nào mà tiền nhiều thì đi, còn show tiền ít thì dục. Vậy mai mốt ai nhận nữa mọi người, nhận xong rồi mà quỷ, nhận xong quỷ cái show nào cao tiền bắt đầu đi, thì mọi người thấy không? Đó, cái anh Hai Bàn Thờ đó. Bởi vậy bây giờ nè, ai mà kêu nữa đâu, bây giờ chỉ mà đi hát là đám ma với đám giỗ với mà nghĩa địa nhà quan thôi. Đó, chứ bây giờ không ai kêu nữa đâu mọi người. Lên hát cũng không ai xem. Em nói thiệt, một người không có nhân cách, không có đạo đức. Đó, hồi xưa những cái cô chú mà hát cải lương á, mọi người thấy không? Ai cũng là người tốt hết đó, mà sao tự nhiên sanh ra những cái thành phần mà không có gia đình á, những người mà như mà Hai Bàn Thờ rồi thêm mà đạo diễn mà Đức Cướp rồi Hài Lê Tím rồi thêm mà Ve Chúa rồi nữa mà vô hát đấy, là với mà cái cô mà Bảy Khọt Xèo nữa đó. Thì mọi người thấy không, vô làm ô uế cả một cái thế hệ mà của giọng ca cải lương hồ quảng của chú Năm, thấy không? Mọi người thấy không? Bây giờ nó hồi xưa nổi tiếng bao nhiêu, bây giờ những người con người cháu, những người mà được mà những người lớn á, mà dạy dỗ bây giờ làm toàn là đá đổ đập đổ mà những người lớn tuổi mà vang danh một thời, đúng không mọi người? Đó, bây giờ ai coi được cải lương nhiều nữa, mọi người thấy không? Ai coi được nhiều nữa?
Tại vì những cái thành phần mà hát bên cải lương bây giờ đơn giản như anh hai bàn thờ đi, mọi người thấy không đó, người ta yêu quý bao nhiêu, bây giờ là lòi ra cái gương mặt hai mặt chơi chẽn thì họ ghét bấy nhiêu, giờ họ có xem được cải lương không. Nhưng mà cái chỗ nào có hai bàn thờ thì người ta có xem, mọi người, người ta ghiền lắm á, nhưng mà thôi để người ta xem sao, chứ người ta không xem mà có cái mặt anh chàng này trong đó, đúng không cô chú? Đấy, cho nên loại bỏ ra khỏi mà cái cuộc mà dung cái này là chính xác 100%. Chứ mà còn mà để trong đó thì nó sẽ tiếp theo là mọi người đều mà phỉ báng đó. Thì hôm nay có một cái kênh mà tin gì đó, tin tức gì đó cũng đưa lên à, nói anh hai bàn thờ này rất là nhiều, nói tốt cho anh hai bàn thờ này không nha, nói là anh hai tự nguyện mà để mà từ khi gặp hậu Lê Lê là anh hai là không muốn làm gì hết á, ở nhà chỉ muốn pha sữa đúng không mọi người, chỉ muốn pha sữa cho hậu Lê Lê và mỗi tháng kiếm vài chục triệu thôi đó. Và nói là từ đây về sau sẽ bỏ chuông vàng vòng cổ, không có muốn làm ban giám khảo nữa đó. Thì cái kênh mà tin tức gì đó thì cũng lên nói thì hàng ngàn người bình luận vô toàn là chửi không đấy, toàn là bị chửi không, tự động giúp hiểu không, chứ bây giờ người ta kêu gọi rồi không giúp làm sao, nhục làm sao. Và bây giờ là nói là cuối cùng là cuộc thi á, cái cuộc thi mà chấm mà giải nhất á, thì bây giờ tôi không chấm nữa, để ba ban giám khảo kia chấm, tôi chỉ mà chỉ dẫn cho một người để mà thi thôi đó. Mọi người thấy không, cái anh mà chỉ dẫn á, mà thi á, nếu mọi người coi có đạt mà giải nhất không, em nói thiệt bây giờ nếu mà đưa người khác á, thì sẽ đạt giải nhất, nhưng mà đưa cái anh mà hai bàn thờ này vô thì họ càng ghét thêm, bởi vì tội nghiệp cái anh mà đi hát đã đời, cuối cùng đưa ngay cái anh mà ban giám khảo hai bóng hai bàn thờ mà để chỉ để mà thi tiếp cái giải nhất. Em nói thiệt mọi người coi đúng không, người ta ghét rồi thì ai mà chấm đó. Mà tội nghiệp là tội nghiệp cái anh mà được cái người mà hai bàn thờ này mà chỉ mà để mà vô vòng chung kết đó, chứ hôm ấy là không có hai bàn thờ thì anh chà chàng nó đảm bảo mọi người lên giải nhất luôn, đúng không? Tại vì người ta ghét, ghét cái nhân cách, con người không có nhân cách, không có đạo đức. Mà đừng bao giờ nói Hồng Loan là kẻ vô ơn, mình nhìn kỹ là mình đi anh hai hai bàn thờ hiểu không, anh nhìn kỹ là anh sống cái lối sống của anh sống rất là dơ. Em nói thiệt, em nhỏ lắm nhưng mà em nói thiệt, anh sống rất là dơ, kể cả anh kéo nguyên một cái bầy luôn, bầy bốn chân của anh theo là dơ chung luôn đó, kể cả mà khám tử cung cũng vậy luôn đó, là một cái người dơ nhất, kèm theo cái anh đạo diễn Đức Đức Lờ Đức Cớp, mọi người là cái anh hai cái mà khám tử cung với Đức Cớp là dơ nhất trong cái làng Đà Mai đó. Em không nói những người bên Mỹ như Lê Tím rồi đó, Chinh Chinh Điếm rồi đó, là em không có nói tới, em đang nói ở Việt Nam là chỉ có hai thành phần đó là dơ bẩn nhất trong cái làng Đà Mai này đó. Thì bây giờ mọi người thấy mà bên mà ve ve chó đó thì còn được bao nhiêu anh em YouTube để theo mà để mà phản biện mà binh vực cho mà Hậu Lê Lê và Bóng Xà Beng. Nếu không có tiền á thì những anh em YouTube nó không bao giờ mà đi theo mà cái bên mà sáu bào bảy báo đâu mọi người. Em nói thiệt, có tiền đó, có tiền sai khiến cho nên người ta bắt chấp để ta kiếm đồng tiền để người ta lên ta phản biện, chứ thật sự ra nếu mà không có tiền khám tử cung nó quay về mà bên sáu báo hả, có không mọi người? Khám tử cung mà mọi người không có tiền đi giờ nghĩ sao mà khám tử cung đứng lên ngồi nói, thấy không, đâu có rảnh đâu. Khám tử cung là dùng bằng đồng tiền mới tôi mới làm vậy thôi đó, chứ không phải như mà bên mà Hồng Loan bên Hồng Ly là những anh em người ta không cần đồng tiền nhưng mà người ta sống vì chính nghĩa, người ta nhìn những cái người mà sống lương thiện, những con người mà đạo đức, những người sống mà có nhân cách đó, người ta bảo vệ, người ta binh vực hiểu không, người ta bất chấp bị chửi cho nên người ta bảo vệ Hồng Ni Hồng Loan, tại vì Hồng Loan cũng chưa bao giờ ăn của ai. Mà đừng bao giờ nói một cái câu mà Hồng Loan là người vô ơn, quên đi mọi người, đừng bao giờ nghe một hướng, phải nhìn về từ trước đến sau, từ cái mở đầu câu chuyện cho đến mà khi mà gần kết thúc cái drama, mọi người phải nhìn kỹ từ câu chuyện lúc đầu ai là người như thế nào và ai là người như thế nào, những người đó ra sao tới ngày mai hôm nay đó, toàn là những người mà về vô nhà chú Năm xong quay xe ra thôi. Mọi người thấy đúng không, là mới cuối cùng mới có cái drama này, chứ thật sự nếu một mình sáu bào bảy báo ve chó không bao giờ làm được gì bên mà nhà số 5 Đoàn Thị Điểm, chỉ có những người tiếp tay vô mà chọt đâm chọt để cho mọi người mà lên để mà có cái drama lớn như thế thật sự luôn. Còn nếu mà riêng mà cái cô sáu bào mà có lên mà cô thưa kiện thì cũng đơn giản thôi, không có gì mà xảy ra, tại vì cô này không có giành được cái căn nhà nữa.
tại vì căn nhà này cô này không có một cái giấy tờ trong trong thang, mà Hồng Loan là người nắm giữ mà cái hộ khẩu và ở chung chú Năm mà đứng tên cùng với chú Năm, thì Hồng Loan có quyền sở hữu căn nhà này. Còn cô Sáu Bào Bảy Báo, thiệt sự là em nói với mọi người là không có cái gì trong cái nhà này đấy. Mọi người nhìn kỹ em nói có đúng không đấy, luật pháp là có luật pháp giải quyết, không phải nói bằng miệng nha mọi người. Luật pháp gia nói chuyện là giải quyết bằng giấy tờ đấy, ai có giấy tờ làm nói ra thì luật pháp sẽ chứng minh người này có giấy tờ. Còn mình không có giấy tờ mình nói miệng thì không ai tin nha, không có ai binh được cho mình bằng cái đó. Cho nên mình là có cái gì luôn mình người ta cũng không binh được, tại vì nếu người ta binh mình, người ta là luật pháp mà, người ta mà binh mình là người ta sẽ sai, người ta sẽ không ngồi trên cái ghế để người ta xử tiếp những cái vụ án khác. Giống như mà hai bàn thờ đó, hai bàn thờ tại vì mà do đồng tiền cho nên mới mới mà lương lẹo vậy đó, cho nên bây giờ là hai bàn thờ phải dời khỏi cái ghế là như vậy. Còn luật pháp công bằng công chính thiên binh, họ xử sai họ sẽ làm lại, chứ không để bao giờ mà để mà cái người sai mà làm đúng, người đúng làm sai, không có đâu mọi người. Luật pháp Việt Nam rất là tuyệt vời, không bao giờ mà bảo vệ là bảo vệ lẽ phải, chứ không có bảo vệ mà về một hướng. Em nói cho mọi người nghe, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, nhưng mà bây giờ mà vô luật pháp rồi đừng nói tới cái đồng tiền đi trước, hiểu không? Tại vì mình không có tờ giấy lộn lưng, mình đừng có nói tiền với luật pháp Việt Nam mình đấy, em nói thiệt đấy, chứ không phải là mà có tiền mà đem ra mà sai khiến họ không được đâu. Tại vì luật pháp Việt Nam mình là phải xử đúng, Việt Nam mình là xử đúng họ mới yêu thương, mà yêu tổ quốc yêu đồng bào như thế nào đấy, là mình phải tôn trọng, mình phải yêu thương đó. Bởi vậy là không bao giờ người mà không có mà nói chuyện bằng miệng á, thì không bao giờ được đấy. Em nói thiệt mọi người coi, tới ngày gia tòa sắp tới nè, mọi người xem thử coi, hai mẹ con Sáu Bào Bảy Báo ve chó thì nhục mặt mà ôm đầu đi về đấy. Em nói cho mọi người biết, mà sau khi mà xử xong cái vụ án này đó, thì tiếp theo thì em sẽ gọi nha mọi người, em sẽ gọi hai bàn thờ và mà mẹ con ve chó phải sao, phải trả số tiền HB và số tiền sao kê mà ngày đám tang mà của chú Năm, là số tiền đó là được bao nhiêu tiền nữa, chứ chưa đâu, chưa có ngồi đó mà ăn mà ngồi 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 bắt vàng ăn mâm bạc đâu mọi người. Bây giờ ăn đi, ngồi bắt vàng ăn mâm bạc, Hồng Loan thì ngồi ăn mâm bằng nhôm, hiểu không? Mà bị người mọi người mà chửi bới là người vô ơn đồ này kia, nhưng mà thật sự những người chửi đó là những người đó là không có nhân cách, không có đạo đức, tại vì họ không nhìn kỹ lại cái sự việc nó như thế nào, họ mới chửi Hồng Loan. Chứ thật sự Hồng Loan chưa bao giờ ăn của ai, kể cả cô Sáu Báo Bảy Bào luôn, chưa cho Hồng Loan ăn cái gì nha mọi người. Đừng bao giờ nói mà Hồng Loan là người vô ơn, quên đi, vô ơn hay không thì mọi người cũng tự hiểu tự biết à. Cô chú trên mạng xã hội rất là nhiều đấy, người ta nhìn được cái sự việc, người ta sẽ biết được người nào là người vô ơn và người nào là người người mà hiền hậu, và người nào mà người mà sống mà vô đạo đức vô nhân cách, người nào sống có đạo đức có nhân cách, thì tất cả mọi người nhìn vô đều thấy hết, chứ không phải là nói bằng mồm, hiểu không? Nói bằng mồm thì ai nói cũng được, nhưng mà mình phải phân tích. Em thì câu chuyện một ngày thì em phải phân tích, em coi những cái người nào nói như thế nào thì em mới dám nói lên mọi người. Nhưng mà hôm nay câu chuyện này em quá bức xúc cho nên em phải nói cho mọi người nghe, để mọi người biết là cái anh hai bàn thờ này sống dơ bẩn như thế nào đấy. Bây giờ là quay qua là muốn đưa cái con mà ve chó để lên để đi hát lại, nhưng mà cuối cùng mà đi hát á, là những bài hát đem của những bài hát chú Năm ra để kiếm tiền thôi mọi người đấy. Mọi người thấy không, đem bài hát ca cổ của chú Năm ra, chú Năm hát trước rồi hát theo đó, mình làm vậy làm chi, chú Năm ổng mất rồi. Đừng bao giờ mà đem mà hình ảnh mà bài hát của chú Năm ra, tại Hồng Loan sống hiền á mọi người. Em nói thiệt, tại mọi người không biết Hồng Loan sống hiền, Hồng Loan không đọc những cái bản quyền của những người mà đang mà quay phim mà ủng hộ bên mà ve chó và hai bàn thờ, cho nên Hồng Loan á không có đọc bản quyền thôi. Chứ thật sự Hồng Loan mà sống ác mà như cái con ve chó thì bản quyền đó là bị đập trong ngày hôm qua rồi, chứ không phải là tới bữa nay, bữa hôm kia luôn, bữa ngày một tay là đã bị đập rồi. Cho nên Hồng Loan không làm như vậy, Hồng Loan bây giờ là nắm chủ cái kênh mà của chú Năm mà, có quyền đập hết mọi người, nhưng mà tại sao không làm? Hồng Loan không làm, Hồng Loan sống không có vô nhân cách vô đạo đức, giống như cái con ve chó với mẹ con Sáu Bào Bảy Báo là ve chó đó mọi người. Đó, sống là phải sống như vậy đấy, cho người ta nể, chứ mình sống mà mình ganh tị hơn thua, có một cái bản quyền mà của chú Năm, bài hát của chú Năm thôi
đấy, mà cũng lấy ra đập tất cả anh em YouTube. Mọi người biết mà cái cô mà ve chó mà đập mà cái bản quyền hai cái bài hát của chú Năm, mọi người biết biết bao nhiêu người đói không? Người ta sống về cái đồng tiền YouTube, người ta quay chú Năm để người ta kiếm tiền. Nhưng mà cô này sống rất là ác, cô này không có đạo đức, không có nhân cách, sống y chang bà già của cô này, giống y chang cô Sáu Bào luôn, Sáu Bào Bảy Bao đấy, không có đạo đức, không có nhân cách, lấy bài hát của chú Năm ra để đập bản quyền anh em YouTube tại nhà của Hồng Loan đó. Mình có ghét hay là mình thù hận Hồng Loan thì mình làm gì với Hồng Loan, đừng bao giờ mà lấy bản quyền của chú Năm ra mà để đập phòng đập những anh em YouTube. Em nói thiệt, hàng chục hai chục kênh YouTube là bị sập kênh, là không có tiền để lo cho gia đình, là vì cái cô này sống vô nhân đức, vô đạo đức, không có nhân cách. Cô này sống rất là ác, y chang mẹ của cô này là cô Sáu Báo đấy, nói dốc lươn lẹo, thấy đẹp như vậy đó mọi người, nhưng mà trong tâm rất là ác đó. Cái cô mà ve chó, em kêu bằng ve chó không à, em không có ít nào mà kêu ve chúa lắm, tại vì con người sống như thế nào em mới kêu ve chó chứ, kêu ve chúa làm gì, có làm gì đâu phải kêu bằng chúa, không có gì mà gọi là chúa mọi người, chúa đâu có đúng tên, hiểu không? Chúa là phải như thế nào, còn ve này là ve chó, hiểu không? Đó, y chang mẹ con y chang. Sáu Bào cũng lươn lẹo, cũng nói dốc lườn lòn lách để kiếm tiền. Đấy, bây giờ là vàng của chú Năm là nha, vẫn còn nha ve, ve chó. Vàng của chú Năm lấy bao nhiêu đem về nè, trong đó có hai bàn thờ nữa nha. Đấy, có hai bàn thờ nữa, vàng của chú Năm nha. Và ăn cái tiền mà trong đám tang 100 mấy chục triệu nữa nha anh, hai bàn thờ. Có nha, thì mọi người từ từ mọi người sẽ moi ra với em nha. Mọi người có xem được, mọi người chia sẻ với video này cho mọi người lên mà để nối tiếp mà những cái câu nói em nói để đòi lại số vàng của chú Năm và tiền mà ăn chặn ăn bớt trong cái ngày đám tang của chú Năm đấy, cả 100 triệu, 100 mấy chục triệu lần mọi người, là riêng cái đó là hai bàn thờ đó. Còn mà ve chó là tiền, vàng của chú Năm còn rất là nhiều, và thêm một cái tiền này mới là quan trọng, là mọi người quan trọng nhất là cái tiền phúng điếu đó. Cái tiền phúng điếu mà của chú Năm á đấy, là bao nhiêu tiền cái đó mới quan trọng đấy đó. Chứ đừng bao giờ mà đi ra mà nói 600 700 triệu không có đâu. Đám tang chú Năm á chỉ cần mà 5 người nghệ sĩ thôi là có vài trăm triệu rồi, chứ đừng bao giờ mà nói 600 700 triệu quên đi, không có đâu, ít nhất là phải cả chục tỷ nha mọi người. Mọi người nên nhớ một điều đó, mọi người phải chia sẻ lên để cho kêu gọi, để như thế nào mà khi mà xử xong câu chuyện mà căn nhà mà ở nhờ mà dành nhà đó, và nói là Hồng Loan là người vô ơn đó, thì xử xong câu chuyện này đi, rồi ai là người ở trong cái ngôi nhà này, mà ai là người được hưởng cái căn nhà này, và ai là người thờ chú Năm trong ngôi nhà này đó. Xong câu chuyện này bắt đầu em mới déo gọi tới cái tiền nha mọi người. Đấy, bây giờ em nhắc nhắc sơ sơ thôi để cho các cô chú được biết là như thế nào là tiền của mà chú Năm đó, của chúa thì phải trả gì chúa, đừng có sống mà lươn lẹo lòn lách để mà lừa dối người ta, hiểu không? Cuộc sống mà mình làm sai á, thì họ sẽ biết, mình làm đúng không ai biết đó mọi người. Em nói thiệt, mọi người cứ tin em đi. Còn rất là nhiều câu chuyện đó, thì bây giờ về Hậu Le Le, thì bây giờ Hậu Le Le làm cái gì cũng lụng bại, mọi người cô chú thấy không? Đó, thì cái người mà sống vô nhân cách, vô đạo đức, cái người mà sống hai mặt giống như mà bóng bóng xà beng, là hai bóng mà đó. Sống như vậy làm gì mà đi đến nhà ai mà người ta làm ăn phát tài phát đạt được, đến đâu thì người đó sẽ lụng bại đến đó. Em nói thiệt, mọi người xem em nói, em lúc nào em cũng nhắc luôn, em nhắc cho anh này tiêu tàn luôn, em cho anh này mà lụng bại luôn, tại vì một cái người sống vô đạo đức mà còn nói Hồng Loan là kẻ vô ơn đó. Mọi người thấy không, nói Hồng Loan là kẻ vô ơn, nhưng mà anh hai bàn thờ này là một cái người đúng là kẻ vô ơn luôn, mà lật lọng lại nói Hồng Loan là kẻ vô ơn, thì mọi người thấy như thế nào, đúng không? Hai người này bây giờ đang lừa dối khán giả là Hậu Le Le và Bóng Xà Bang, đang lừa dối khán giả về một câu chuyện gì đó, chứ thật sự ra không có đám cưới đám tiệc gì mọi người đó. Để lên mà lên thương trường mà bây giờ là mở công ty đó, làm tư là pha sữa đó, thì bây giờ anh hai bàn thờ thì về chỉ đeo bám thôi đó. Cuối cùng cuộc sống anh này cũng đu bám phụ nữ, tại vì ảnh là cũng là phụ nữ mà ảnh lại đu bám phụ nữ, chứ không phải là ảnh đu bám đàn ông. Tại vì đàn ông là phải có tiền, nếu mình mà bóng thì mình ra mình quen một cái anh chàng nào đẹp trai đi thì mình phải có tiền họ mới chịu nha mọi người, đúng không? Đúng không? Phải có tiền, nhưng mà phải cặp Hậu Le Le để kiếm tiền. Bây giờ là nhiều cái đường ăn tiền của người ta quá mà ăn không được, bị bà sụp bẫy hết rồi à, làm cái gì ra người ta đã nắm thớt hết rồi, cho nên là làm cái gì cũng mà người ta cũng biết hết. Bây giờ làm lừa gạt người ta đâu được nữa mọi người, bởi vậy đâu có tiền nữa
lừa gần ta không có được đó. Bây giờ xây qua tới bây giờ chuẩn bị mà lừa mà cái con ve chó đấy, mọi người coi em nè, đó bỏ tiền ra mà để đưa mà ve chó lên để mai mốt mà được kêu gọi để đi hát đó, để ảnh đi theo ăn ké đúng không mọi người, chứ giờ ai kêu nữa đó, kêu kêu ve chó đi hát là bắt đầu mua vé đồ này kia để cho ve chó mà đi hát để ảnh mà đi theo ké, thì mọi người xem coi em nói đúng hay không đó, chứ không phải là em nói sai. Mọi người cứ thêm thử kỹ cái câu chuyện em nói mỗi ngày cho mọi người xem, em sẽ gom lại tất cả cho mọi người nghe luôn đó. Thì hôm nay em sẽ nói về mà anh hai bàn thờ và thám khám tử cung và anh đạo diễn mà hết thời đứt lời là những kẻ lươn lẹo lòn lách để kiếm tiền nha mọi người đó. Còn những cái người khác á, thì em không nói. Bây giờ nhưng mà kể cả cô Trinh già Trinh dơ ở bên Mỹ cũng mà xin từ thiện để cho tiền từ thiện để mà lấy tiền đó để hại Hồng Ly tại Malaysia đó, là cô Trinh già này nè, cô Trinh này rất là dơ đó. Nhắc tới thì em nói luôn, cô Trinh này á, là những cái gì mà Hồng Ni mà bị hại á, bị gài bên Malaysia là trong phần tiếp tay này phải có cô Trinh già này là ít nhất phải 30% trong vụ án này đấy, và kể cả sau đó là có mà hai bàn thờ, tại vì hai bàn thờ rất là cay Hồng Hồng Ni, tại vì những câu chuyện mà hai bàn thờ muốn làm toàn là bị Hồng Ni ngăn cản không cho Hồng Loan làm. Tại vì sao? Hồng Ni biết được những cái thủ đoạn, những cái trò mà gian xảo của cái anh hai bàn thờ này rồi, cho nên Hồng Ni phải cản tất cả mọi thứ để cho Hồng Loan không thể nào mà tiếp xúc với những người này là đang mà gài Hồng Ni, Hồng Loan để kiếm tiền trên cái mạng xã hội. Đấy, mọi người thấy hay không? Hồng Ni là một cái người rất là tuyệt vời, lúc nào em cũng là nói chung là lúc nào em cũng tôn trọng Hồng Ni, chứ không bao giờ mà nói một câu quay xe hay quay cổ. Hồng Ni là một cái người tuyệt vời, em đảm bảo mọi người luôn, chứ không phải như hai bàn thờ đó và hậu le le đâu. Sống phải có nhân cách, có đạo đức. Bây giờ Hồng Ni có bị gì, tôi vẫn yêu thương Hồng Ni đó, vẫn bảo vệ những người như Hồng Ni đấy. Còn những người mà bây giờ mà sống như hai bàn thờ thì đối với tôi không nghĩ mà anh này là một cái người mà sống mà thực tế, mà cho dù bây giờ thế nào trên chăng nữa anh này cũng không có đẳng cấp mà để mà tôi tôn trọng đó. Thì nói cho mọi người biết như vậy, thì mọi người có thể xem video, mọi người có thể đăng ký kênh và chia sẻ những video cho mình cho em, thì để cho mọi người biết hôm nay là như thế nào đó. Thì cảm ơn tất cả các cô chú đã xem video và ủng hộ kênh nha. Thì em chào.